Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm chấm viên. Phần mềm này hỗ trợ các bạn học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên và tương đương theo quyết định 3309 của Học viện Hành chính Quốc gia ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2022. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học trên phần mềm phần 2 chuyên đề 7 kỹ năng làm việc nhóm thì các phần các chuyên đề khác hoàn toàn tương tự. Các bạn có nhu cầu học trên phần mềm hay kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943-078-123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video của thầy, các bạn xem video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn. Phần mềm hình thức trách nhiệm viên là phần mềm phi lợi nhuận. À, đối với cái tài liệu à, bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên này à, dày khoảng 450 trang các bạn có thể tải trên Google hoặc là các bạn kết nối Zalo với thầy giáo các bạn sẽ nhận được cái file PDF à, trên cái Zalo của các bạn à, sau đây tôi sẽ minh họa các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của của các bạn sau đó các bạn gõ cái địa chỉ là htt 2 t dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm vn sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để tìm thấy câu hỏi trắc nghiệm à, tài liệu bồi dưỡng công chức ngành chuyên viên quyết định 3309 à, các bạn để con trỏ tại mục này à, để để nhầm sang mục khác sẽ không đăng nhập được nhấn nó trái chuột liên tiếp hai lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu khi các bạn có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật người khác biết được đăng nhập phần mềm các bạn mất lượt đăng nhập phần mềm sau đó login thì sau đó các bạn thấy uh, trên dòng thông báo này là hạn dùng ký danh mật khẩu của cái mục này là 6 tháng uh, hoặc là hết hạn hết số lượt truy cập 3 lần cho mỗi câu hỏi thì tam không quá 3 lần mà đó là thầy thấy là như thế là ổn rồi uh, các bạn sẽ thấy một là câu hỏi trắc nghiệm phần thứ nhất kiến thức chung gồm 7 chuyên đề uh, phần thứ hai lớn uh, hai là mã là câu hỏi trắc nghiệm À, về kỹ năng gồm 9 chuyên đề sau đó 3 la mã là các câu hỏi trách nghiệm cho các chuyên đề trọng tâm à, sau khi các bạn học tốt rồi các bạn thi thử tự kiểm tra đánh giá xem cái phần chuyên đề này các bạn nắm được bao nhiêu phần trăm số câu trả lời đúng à, hôm nay tôi giới thiệu tiếp với các bạn phần 2 à, kỹ, kỹ năng à, là chuyên đề à, 6 à, là tôi đã giới thiệu bài video trước rồi hôm nay sẽ À, giới thiệu tiếp là video uh, chuyên đề 7 kỹ năng làm việc nhóm chuyên đề 6 kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ đã giới thiệu trước cho, cho các bạn rồi à, chuyên đề 7 kỹ năng làm việc nhóm à, chúng ta nhấn nút trái vào chuyên đề 7 các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn tìm thấy cái thực đơn à, nộp bài và kết thúc à, trước 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 đó các bạn phải thấy thực hiện đề thi à, sau đó các bạn chọn start rồi sau đó các bạn chọn Finish ở góc tay trái màn hình các bạn. À, khi nộp bài sớm cũng chọn Finish, hoặc lần đầu cũng chọn Finish ở góc tay trái màn hình các bạn là hoàn thành. Sau các bạn di chuyển xuống phía dưới, các bạn thấy chữ nộp bài kết thúc. Các bạn nhấn nó trái một lần, sau nộp bài kết thúc một lần nữa. Thì chắc chắn rồi, thì các bạn đọc nội dung câu hỏi. À, các bạn muốn về câu hỏi nào đó, thì các bạn có thể nhấn nó trái chuột vào thứ tự câu hỏi sau đó các bạn à, sẽ đọc nội dung câu hỏi à, phương án đúng là gì phương án sai là gì sai là nó có nội dung sai với tài liệu đúng là nó có nội dung đúng như tài liệu à, ví dụ như các bạn đọc đâu không phải là nguyên tắc làm việc nhóm à, thì các bạn thấy à, các bạn lại gặp cái dạng câu là phải học theo phương pháp hiểu nội dung rồi tư duy à, chúng ta sẽ làm được tức là À, nội dung ở đây các bạn phải hiểu là nguyên tắc làm việc nhóm à, đâu là nguyên tắc làm việc nhóm. rồi à, sau khi các bạn tư duy logic các bạn trừ ba nguyên tắc là việc nhóm thì phương án còn lại sẽ không phải là nguyên tắc là việc nhóm à, như vậy chúng ta phân giả cái tài liệu 450 trang này thành nhiều ý à, đó là cái phương pháp học tốt nhất một cái tài liệu 450 trang là tài liệu khoa học rất nhiều kiến thức thì chúng ta phân giả ra thành nhiều ý mỗi một ý là một câu hỏi trắc nghiệm để học thì chúng ta sẽ nắm rất tốt đây là kinh nghiệm dạy ở đại học thầy giáo thấy rằng là đúng là phải phân giả nó ra vì nó không phải là một tiểu thuyết nhưng nó làm tác phẩm khoa học thì chúng ta phải phân giả nó ra để chúng ta nắm từng ý một nhất là bổn phận của chúng ta đang phải học để có kiến thức chúng ta làm việc tốt hơn và có kiến thức chúng ta vượt qua được cái kỳ cái, cái, cái thi khi chúng ta kết thúc giáo trình này À, phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn căn cứ vào trang 393 trang 394 à, để các bạn xem các bạn học về nguyên tắc làm việc nhóm à, sau đó các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến à, trang 393 394 đó thì các bạn sẽ đọc mà cho cái đoạn văn này thì các bạn thấy đây là nguyên tắc làm việc nhóm nguyên tắc làm việc nhóm thì nguyên tắc thứ nhất là tư duy cùng thắng đó, tư duy cùng thắng là gì sẽ được giải thích ở đây đó thì chúng ta thấy là cái nguyên tắc làm việc nhóm rồi nguyên tắc là cần chia sẻ thông tin về nguồn lực rồi thống nhất về phương thức thực hiện rồi các bạn để ý là một nguyên tắc nữa là tôn trọng và khích lệ nhau đây là những nguyên tắc trong quá trình làm việc nhóm nguyên tắc tiếp theo là cộng tác chứ không cạnh tranh đó, các bạn phải lý cộng tác chứ không phải cạnh cạnh tranh. À, rồi nguyên tắc là sẽ nhận diện xem nhóm hoặc cá nhân của mình đang ở đâu, à, nhanh chóng à, chuyển sang sự à, thay đổi, đó là các cái nguyên tắc à, trong làm việc nhóm các bạn đọc ở trang 393 394. Thì sau đó các bạn thấy phần mềm à, cũng đã tóm tắt các nguyên tắc làm việc nhóm ở trên cái nền vàng này để các bạn đọc các bạn ghi nhớ. À như vậy nó thay vì học lần đầu tiên các bạn đọc thay vì đọc tiếp theo thì bây giờ các bạn hãy ghi nhớ lại các cái gạch đầu dòng ở đây là có bao nhiêu nguyên tắc làm việc nhóm ở trên cái nền vàng này giờ các bạn soi vào từng phương án thí dụ phương án a tư duy cùng thắng Đó, thì các bạn soi vào đây nó chính là một trong những nội dung về nguyên tắc làm việc nhóm à, phương án b tôn trọng và khích lệ nhau thì các bạn soi vào đây thì các bạn thấy tôn trọng và khích lệ nhau phương án B cũng chính là một trong những nguyên tắc làm việc nhóm phương án C thống nhất về phương diện thức thực hiện thì các bạn soi vào đây thì các bạn thấy thống nhất về phương thức thực hiện nó cũng chính là nguyên tắc làm việc nhóm như vậy A B C đều là ba nguyên tắc à, à, một trong các nguyên tắc làm việc nhóm À, vì vậy phương phương pháp ở đây là ta dùng phương pháp loại trừ trừ ba phương án này ra còn lại một phương án d cạnh tranh nhau thì đây chính là không phải là nguyên tắc làm việc nhóm các bạn học theo phương pháp tư duy là như vậy này đó để mục tiêu của ta là vượt qua kỳ thi và có kiến thức làm việc tốt hơn sau khi chúng ta trung tuyển à, chúng ta kết thúc giáo trình chúng ta sẽ làm việc tốt hơn à, chúng ta học theo phương pháp đó à, thì chúng ta sẽ tìm ra được À, tránh chạy xô đi tìm cơ hội trách Đấy, và đây căn cứ và tình huống này để giải quyết thì phân rã tài liệu ra đó là cái phương pháp à, thầy đưa ra à, thầy thấy tốt thì các em học theo phương pháp này thì chắc chắn là chất lượng sẽ được nâng lên à, và các bạn có kiến thức để vượt qua kỳ thi và trung tuyển làm việc tốt hơn các bạn muốn học các mục khác thì các bạn kích chuột vào mục hai la mã này à, các bạn muốn kết thúc phiên làm việc với phần mềm các bạn chỉ mũi tên chuột vào hình người ở góc phải trên cùng màn hình nhấn nút trái sau đó các bạn chọn thực đơn thoát à, để thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn à, chỉ chuột vào dấu chéo cửa sổ để tắt đối với windows à, cửa sổ nó nằm bên góc tay phải màn hình các bạn macbook nằm bên tay trái à, như vậy tôi đã giới thiệu xong với các bạn phương pháp học câu hỏi trách nghiệm cho chuyên đề 7, kỹ năng làm việc nhóm à, xin chúc các bạn thành công